Chào tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid tại Bến Tre sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8, bao gồm những nội dung như sau. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết, mình cũng muốn thông báo đến mọi người được biết là về trường hợp ngày hôm qua. Thì trên fanpage của mình là Tin Nhanh Bến Tre có gây một vấn đề xôn xao dư luận là số liệu thông tin của mình nó sai lệch với số liệu của thông tin của Bộ Y tế. Thì mình cũng nhắc lại một lần nữa cho các bạn được rõ, thì mình cũng đã nói vấn đề này rất là nhiều lần trên live của mình rồi. Tức là số liệu của Bộ Y tế sẽ luôn luôn chậm hơn số liệu của địa phương một ngày hoặc là nửa ngày. Và cũng giống như là trường hợp sáng ngày hôm nay, Bộ Y tế không có công bố ca mới tại Bến Tre. Thì mình cũng sẽ thông tin về các số ca các tỉnh lân cận tại khu vực gần Bến Tre như sau. Thì ghi nhận sáng ngày hôm nay là Tiền Giang là tăng 165 ca, nâng tổng số ca tại Tiền Giang lên 2.935 ca và số ca tử vong là 79 ca. Và ở Long An là sáng hôm nay tăng 160 ca, nâng tổng số ca tại Long An là 9.184 ca và số ca tử vong là 104 ca. Và ở Vĩnh Long sáng hôm nay tăng 62 ca, nâng tổng số ca là 1.217 ca và số ca tử vong là 23 ca. Và Bến Tre sáng hôm nay Bộ Y tế không công bố số ca dương tính mới, thì số ca tại Bến Tre được Bộ Y tế xác nhận là 1.032 ca. Và thông tin tiếp theo, thông tin về ca tử vong số 17 tại Bến Tre. Theo thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, báo cáo là có một bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong tại bệnh viện vào ngày 4 tháng 8. Đây là ca tử vong thứ 17 của tỉnh. Thì bệnh nhân tử vong là nữ, sinh năm 1948, có địa chỉ tại phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và điều trị tại bệnh viện Dã chiến số 2, tức là bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8. Thì đến ngày 4 tháng 8, bệnh nhân khó thở nhiều hơn và được chuyển đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Bệnh nhân được xử trí thở oxy ẩm qua cannula, điều trị kháng sinh corticosteroid, kháng đông dinh dưỡng, truyền hồng cầu lắng và điều trị chứng theo phác đồ của Bộ Y tế. Thì đến 12 giờ rưỡi ngày 4 tháng 8, bệnh nhân lơ mơ, suy hô hấp nặng, được đặt nội khí quản, bệnh nhân ngưng tim, dù được hồi sức tim phổi tích cực nhưng bệnh nhân diễn tiến nặng và tử vong lúc 1 giờ 15 phút trưa sau đó, ngày 4 tháng 8. Chẩn đoán sau cùng là suy hô hấp viêm phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2, thiếu máu nặng mức độ nặng, rối loạn đông máu. Thì thi hài của bệnh nhân được tẩm liệm theo đúng quy trình của Bộ Y tế phòng chống Covid-19 về xử lý thi hài tử vong trước khi đem đi hỏa táng. Và thông tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8. Thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8, thì tỉnh có ghi nhận thêm 43 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.067 ca. Trong đó là có 271 ca xuất viện và vẫn là 17 ca tử vong. Thì các ca mắc mới bao gồm là ở Mỏ Cày Nam là 10 ca tại Minh Đức, Ba Tri là 9 ca là ở thị trấn 5 nè, Tân Thủy là 2, An Phú Trung là 1 và An Bình Tây là 1. Châu Thành là 8 ca tại Thành Triệu 2, Tường Đa 2, Tuyên Thủy 2 và Phú Túc 1, An Hiệp 1. Thì Dòng Trơm là 6 ca tại thị trấn là 2, Phong Nẫm là 3, Long Mỹ là 1. Thì Chợ Lách là 3 ca tại Long Thới, Vĩnh Bình và Tân Thiền. Thì Bình Đại là 2 ca ở Bình Thắng. Thì thành phố Bến Tre ở 2 ca ở Sơn Đông, có 3 ca ngoài tỉnh về. Thì riêng tại Bình Đại là có 10 mẫu đang xét nghiệm PCR mẫu đơn, là có 37 trên 43 phát hiện trong khu cách ly và phong tỏa. 3 ca ngoài cộng đồng bao gồm là 2 ca Bình Thắng và 1 ca trường hợp về thành phố Hồ Chí Minh test nhanh dương tính. 3 ca còn lại là ở Tiên Thủy, Tường Đa, Châu Thành và trường hợp người về thành phố Hồ Chí Minh là đang điều tra dịch tễ. Thì mình cũng xin kết thúc thông tin buổi sáng ngày hôm nay tại đây. Thì bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.